chiếc lá chạy quanh cội thềm, lang thang mây hầm kết duyên, ai mang ngôn ngữ vui miệng thiên thai. Chàng xuân nhẹ bước đọc hành, ước mơ nào đó chỗ hoa chân thành. Mai lan cúc chúc hài hoa, riêng ai một cõi trèo đò qua sông. Dòng chối bỏ hình hài, cớ sao chối bỏ hình hài, tánh không nào có bỏ ai bao giờ. Đêm nay trăng đẹp nên thơ, ai đem chút hết mộng mơ xuống dòng. Tánh không hiện dòng đời như thế mà lòng thanh cao. Dòng sông bên tình bên mê, ai xuôi ai ngược ai về thiên thai. Dòng sông bên tình bên mê, ai xuôi ai ngược ai về thiên thai. Cớ sao chối bỏ hình hài, được quý thầy quý cô đây mời nói pháp thoại. Pháp thoại chứ không nói pháp cái gì lạ. Vì pháp thoại thì tính cách nói ở trong nhà, nói với những người đang tu chứ không phải nói với quần chúng, cho nên đời thầy tới đây nhớ đâu nói đó, không có cái đề tài, không có đề tài cho đầy đủ như giảng. Nhưng mà dù muốn dù không có nói thì phải có cái chủ đề một chút. Thì chủ đề hôm nay nói là cái câu gọi là hồi đầu thị ngạn, tức là quay đầu lại là bờ giác. Còn nếu chưa biết quay đầu là viễn mê. Vậy viễn mê về bờ giác cách nhau có cái quay đầu và không quay đầu. Quý vị chịu cái đó không? Dễ quá. Thì như vậy nói quay đầu lại là bờ giác thì tại sao chúng ta tu lâu quá mà chưa giác? Đó là một điều mà tôi sẽ trình tự nhắc cho tất cả. Bởi vì chúng ta có cái thân này đầy đủ sáu căn, và sáu căn của chúng ta lúc nào
cũng phấn ra hay là quay lại, cứ thả nó ra ngoài không, phải không? Con mắt thì đuổi theo sắc, lỗ tai thì đuổi theo âm thanh, mũi thì đuổi theo mùi hương vân vân, đuổi theo sáu trần. Mà đuổi theo sáu trần đó là đi đường nào? Đường mê. Bây giờ muốn trở lại bờ giác làm sao? Qua trở lại. Như vậy là hiểu được cái ý đó rồi. Nhưng mà bây giờ muốn chứng tỏ cái lẽ thực của nó thế nào thì tôi dẫn kinh để làm chứng điều đó. Trước hết là dẫn kinh Lăng Nghiêm. Trong đó Đức Phật quở ngài A Nan là quên mình theo Phật. Thì ngài A Nan không biết thế nào là theo quên mình theo Phật. Thì Phật đưa cái tay lên hỏi thấy không? Thì ngài A Nan nói dạ thấy. Phật để xuống hỏi thấy không? Thì dạ không thấy. Vị Phật quở đó là quên mình theo Phật. Quý vị sao? Nó thấy không? Bây giờ tôi để xuống thấy không? Không thấy. Đó, thì cũng là quên mình theo Phật. Tại sao vậy? Đó là một cái câu chuyện nhỏ mà tất cả chúng ta ít có quan tâm, mà thực sự chứng minh chúng ta quên mình theo Phật. Cái tay tôi đưa lên, quý vị thấy, thấy cái tai, phải không? Chúng tôi để tai xuống, quý vị thấy không tai, chứ không nó không thấy, phải không? Đâu phải cái tai mất là mình mất thấy, mà mình cái thấy là mình, cái tai là cảnh. Thì như vậy không thấy cái tai, chứ còn cái thấy hiện tiền, mà mình nói không thấy có phải quên mình không? Quên hết trơn. Tất cả chúng ta đều là quên mình như vậy đó. Những cái bằng chứng hết sức là đơn giản mà chứng tỏ chúng ta đang quên mình. Rồi Phật dạy ngài La Hầu La đánh chuông cái bon, hỏi ngài A Nan nghe không? Ngài A Nan bạch nghe. Rồi lát tiếng chuông im lặng, hãy nghe không? Bạch Thế Tôn không nghe. Phật cứ đánh một lần nữa, cũng hỏi như vậy, thì trả lời y như vậy. Rồi Phật quở thêm lần nữa, âm quả là quên mình theo Phật. Như vậy là sao? Bây giờ nói sao cho trúng? Đánh tiếng chuông bò hỏi nghe không? Thì mình mới nghe. Ở khi tiếng chuông im bạc hỏi nghe không? Thì lâu nay chúng ta quen, khi tiếng chuông im bạc á, thì mình trả lời không nghe, phải không? Như vậy mình đồng quá cái nghe và cái tiếng chuông mà một, phải không? Cho nên tiếng chuông mất thì mình không hết nghe, nhưng mà tiếng chuông là cảnh, mình là mình, cái nghe là mình, cảnh hết chứ mình đâu có mất. Bây giờ tiếng chuông mất mình là hết nghe thì tức là mình quên mình, chỉ còn biết cái cảnh thôi. Tức là biết cái thanh trần mà không biết có mình, có quên mình theo Phật không? Thì giờ quý vị tự kiểm lại cái mình lâu nay mê hay là tỉnh mê. Đó là một cái điều hết sức là thực tế mà tất cả chúng ta đương mê lầm mà không biết mình mê lầm. Rồi qua một chuyện khác, tới chuyện một thiền sư ngài Cảnh Thanh thì ngồi đây, ngồi ở ngoài kia con rắn nó bắt con nhái la kêu om sòm ở ngoài, hỏi chú thị giả tiếng gì đó. Cái bạch hòa thượng, tiếng con rắn bắt con nhái nó la. Thì ngài liền nói một câu: chúng sanh khổ lại có khổ chúng sanh. Quý vị giải dùng câu đó cho tôi coi. Cái gì là chúng sanh khổ? Cái gì là khổ chúng sanh?
Như vậy thì quý vị thấy câu chuyện hết sức là đơn giản, mà Ngài nói ra thì mình thấy nó rắc rối, phải không? Cái gì là chúng sanh khổ? Là con nhái bị con rắn bắt, đó là chúng sanh khổ. Mà khổ chúng sanh là ai? Là mình chỉ nghe tiếng nhái kêu la mà quên mình có cái hay nghe. Đó, như vậy thì chỉ biết cái tiếng kêu la đó, khi tiếng kêu la nó dừng lại thì mình hết biết. Bây giờ nếu chúng ta muốn trả lời thế cho chú thị giả là trả lời sao đây? Quý vị tìm câu trả lời giúp tôi coi. Thử trả lời coi. Khó. Khó trả lời. Thì những cái điều đó để cho thấy rằng chúng ta đứng ở trong cái trường hợp một người thị giả như chú thị giả đó, chắc trăm người như một đều bế tắc không trả lời được. Nhưng mà sự thật không có gì khó, chỉ cần nói con nghe tiếng rắn bắt nhái kêu cho có cái con ở trong một chút thì mới có mình. Con này chỉ biết cái tiếng thôi, tiếng rắn bắt nhái kêu tức là quên mình rồi, phải không? Thì như vậy quý vị thấy một chút thôi mà để nói lên cái người tỉnh và cái người chưa tỉnh. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Khi chúng ta tu, chúng ta phải quay lại mình, nhớ mình, đừng có chạy theo cảnh. Nếu nhớ mình đó là chúng ta tỉnh, chạy theo cảnh là chúng ta mê, phải không? Quên mình tức là mê. Như vậy thì mới biết rằng trên đường tu nó không có gì khó, mà khó là tại vì chúng ta quên mình. Giờ đây chúng ta phải tỉnh lại, biết qua về mình, thì đó là chúng ta xoay về mờ giác rồi. Còn nếu mà cứ chạy như vậy mãi thì đi trên đường mê. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói tất cả chúng ta đều có một cái tinh minh sanh ra sáu hòa hợp. Một tinh minh tức là một cái trong sáng, để trong sáng nó sanh ra sáu hòa hợp, là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý. Sáu cái hòa hợp, vì sáu cái đó trong là căn, ngoài là trần, nó hợp nhau mới có cái phân biệt, cho nên sáu cái đó gọi là lục hòa hợp. Như vậy thì chúng ta tu phải tu sao? Trở về một cái tinh minh, đó là bờ giác. Còn sáu hòa hợp mà đuổi theo sáu trần, đó là đi trong biển mê. Mà muốn trở về cái nhất tinh minh đó là khó, nó sâu quá làm sao trở về. Cho nên phải ngay sáu cái hòa hợp đó mà mình đừng dính, đừng dính là trở về. Tôi nói thí dụ, cái nhà mình có sáu cửa, ở trong có ngọn đèn ngọn âm lớn, sáu cửa mở, chúng ta là người đứng ở cửa, nếu nhìn ra thì sao? Nếu nhìn ra ngoài tức là tối, sai nhìn trở lại thì sáng, mà sai nhìn trở lại thì thấy được ngọn đèn, thấy không? Ngó ra ngoài thì trời đất tối mù, đơn giản vậy. Thì ngó ra ngoài, đuổi ra ngoài đó là đi trong biển mê. Sai lại thấy được ngọn đèn là trở về bờ giác, chỉ một cái sai lại hết sức là giản đơn. Như vậy dễ tu khó hay khó tu? Hết sức là đơn giản vậy mà là khó tu.
Đó là cái lẽ thật như vậy. Cho nên cũng trong Kinh Lăng Nghiêm mà hôm qua tôi có giảng đó, Ngài A Nan hỏi Phật, cái gì là cội gốc của phiền não sanh tử? Cái gì là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn? Thì không những Đức Phật Thích Ca mà mười phương chư Phật, gọi là chi khẩu đồng âm, tất cả khác miệng đồng lời hô to lên rằng sáu căn của các ông là cội gốc của phiền não sanh tử, sáu căn của các ông là cội gốc Bồ Đề Niết Bàn. Như vậy thì tu là chỉ ngay nơi sáu căn đó biết xây trở về là Bồ Đề Niết Bàn, nó chạy ra ngoài là nguồn gốc của sinh tử. Vậy quá dễ rồi, phải không? Còn có cái gì nghi ngờ nữa? Như vậy thì quý vị nghĩ hiện giờ chúng ta ngồi thiền để làm gì? Để làm gì? Ít ra chúng ta cũng có được 1-2 giờ đồng hồ ngồi lại. Trong khi ngồi thiền là cốt với cái dính của mắt, của tai, mũi, lưỡi ở ngoài, mà chỉ điều có một chút, chút nào? Chú ý ở trong là sáu căn mà chỉ điều có một chút căn gốc ở trong là ý. Đừng chạy theo pháp trần. Pháp trần là cái gì? Là những cái bóng dáng của quá khứ chúng ta thu nhặt được đó, là đem vào đây rồi ngồi lại chúng ta cào lên, nhớ cái này, nghĩ cái kia, nhớ chuyện nọ, thì lúc đó là chúng ta điều làm sao cho nó không còn khả năng lôi mình chạy nữa. Thì đó là tu thiền. Mà tại sao sáu căn mà mình điều không chú thôi? Thiệt ra mắt thấy sắc mà chỉ là mắt thấy thôi, đừng có chú ý hợp tác thì sao? Thì có chuyện gì, phải không? Tai nghe tiếng cũng vậy. Cho nên cái chú ý tuy nó ở sâu kín mà nó hết sức là hệ trọng. Mình làm chủ được ý rồi thì năm cái kia mình làm chủ được. Cho nên tất cả người tu thiền ai cũng phải quay về làm sao điều cho chú này chú dừng lại, chú đứng chạy nữa thì đó mới thành công. Mà nếu chú dừng lại thì quá là đỉnh, phải không? Còn chú chạy qua mình dừng không được thì loãng. Như vậy thì chúng ta làm việc gì phải biết được cái gốc của nó. Chứ còn nhiều khi làm cứ nghĩ mình tu thiền cho khỏe mạnh, hay mình tu thiền cho Phật thương này kia, đã hết rồi, phải không? Cái đó không trúng đâu. Mình tu thiền là mình điều được cái ý căn của mình đó. Cho nên một thiền sư nói hết sức là giản đơn, tức là Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, Ngài đi tới chỗ thiền sư Hồng Ân Trung Ấp. Ngài đứng, Ngài bạch, bạch Hòa Thượng thế nào là Phật tánh. Thì ông Hòa Thượng Trung Ấp Ngài mới nói, ta không thể nói thẳng cho ông được, ta chỉ có cái ví dụ như có con khỉ nhốt trong lòng, mà cái lòng đó có sáu cửa. Ở ngoài có con khỉ khác, nó tới cửa này kia chéo chéo, con khỉ trong đứng dậy nó chéo chéo, nó đáp lại. Cứ như vậy con khỉ đi cửa nào kêu ở trong nó cũng đáp lại hết. Rồi Ngài Lập Thinh nói cái như đó. Ngưỡng Sơn là một tay cử phát trong nhà thiền, cho nên Ngài nói, bạch Bà Thượng, nếu con khỉ ở trong nó ngủ thì sao? Cái ngài từ trên tòa bước xuống lại nắm lại đó, chúng ta thấy nhau rồi. Quý vị thấy cái gì? Thấy cái gì?
như vậy thì hết sức là đơn giản mà hết sức là rõ ràng. Con khỉ ở trong đó là con khỉ ý thức của mình, con khỉ ở ngoài là sáu trần. Nếu cái cơ quan nào tiếp với sáu trần mà một trần dính thì trong này vừa tiếp cái trong mình nó nhảy ra, thấy không? À, có phản ứng đều vậy. Nếu mà con khỉ ý thức nó lặn được rồi thì Phật tánh hiện tiền khỏi cần, phải không? Cho nên biết khi con khỉ ngủ thì đó là Phật tánh, cho nên chúng ta thấy nhau rồi. Khỏi tìm Phật tánh ở đâu hết. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu của đạo Phật nó rõ ràng, không phải là cái chuyện xa lạ gì hết. Nhưng mà lâu nay chúng ta cứ tìm kiếm trên trời trên mây gì đâu mà không biết cái gốc của sự tu. Như vậy thì trong lúc tu chúng ta phải làm gì? Ngồi thiền thì dùng phương tiện này, phương tiện khác để dừng cái ý thức nó không có chạy, không có loạn động, thì đó là thiền. Như vậy thì cách nào, phương tiện nào để điều được nó, đó là điều tốt, thấy không? Và khi điều được nó rồi, có người nói bây giờ tâm tôi nó yên quá, không biết yên như vậy nó thành cái gì, thấy không? Không biết thành cái gì. Thì chính cái chỗ này nhắc lại cho quý Phật tử nhớ Tổ Huệ Khả khi Ngài biết được đường vào, Ngài trải qua thời gian tu. Một hôm Ngài bạch với Tổ Đạt Ma: con dứt hết các duyên. Dứt hết các duyên tức là khỉ ngủ rồi đó, thấy không? Rồi Tổ Đạt Ma nói coi chừng rơi vào không. Ngài cãi liền: không sao được, rõ ràng tự biết làm sao không. Thì liền được Tổ Đạt Ma ấn chứng rằng: ngươi như vậy, ta như vậy, chư Phật cũng như vậy. Rồi đó là truyền tâm pháp ấn. Bây giờ ta bài truyền tâm cách lạ lùng, nhiều kiểu nhiều cách đó, truyền tâm pháp ấn như vậy đó. Nghĩa là cái gì trò thấy đúng như cái thấy của thầy, cái thấy của thầy đúng như cái thấy của Phật, đó là truyền tâm pháp ấn. Quý vị thấy đơn giản không? Cho nên trong nhà thiền nó hết sức đơn giản, nhưng mà tại người ta có cái lầm. Vì Tổ Huệ Năng khi được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn gọi vào thất thì ông là cư sĩ dốt, mà được gọi vào thất là cái chuyện hơi kỳ lạ. Cho nên Ngũ Tổ lấy y che chúng mình thất hết, lấy cửa sổ hết cho ông ngoài phải nói được không thấy, chứ thấy người ta ghen tị che hết rồi. Cái thì Ngài mới nói kinh kinh ca đến chỗ cuối cùng Ngài ngộ được rồi, liền trao y bán cho. Rồi bây giờ người ta nghe nói thằng Ngài lấy y Ngài che hết thì trong đó có gì quý lắm, cho nên khi nào muốn truyền ta bán cho ai cái rủ riêng như trong một cái phòng chết kín lại truyền pháp ấn như vậy đó. Thì truyền ta bán như vậy đó là cái học ló mà không trúng. Bởi vì Tổ có cái hoàn cảnh khác, con mình như hoàn cảnh khác mà làm y như người xưa, người học người xưa mà học cái hình thức chứ mà không thấy được cái cội gốc, cái chủ yếu của người xưa làm. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tu nó hết sức là gần, hết sức là đơn giản. Nhưng mà giờ tôi đặt câu hỏi lại, giờ tất cả quý vị tin mình có Phật tánh không? Mà tin mình có Phật tánh thì chỉ cần cái vai đầu thì thấy chứ. Phải không? Nó ở sẵn đây, phải ở đâu thì mình phải chạy tìm, phải không? Bây giờ biết có sẵn ở đây, chỉ ngó ra ngoài thì mất,
nhìn lại thì chuyện tiền. Mà quay đầu, có nhiều người lại hiểu lầm một điều. Nói quay đầu cái cứ nhìn vô tiên vô nghịch mình á thì bệnh. Nhớ như vậy rồi cái tim nó đập rồi khổ rồi khó chịu. Quay đầu có nghĩa là ở mắt ở tai chúng ta đừng dính ở ngoài, luôn luôn trường hợp nào cũng nhớ mình đang thấy, mình đang nghe. Mình nhớ mình đang thấy, mình đang nghe thì cảnh ở ngoài có chi phối được mình không? Mình nhớ mình đang thấy, đang nghe, cho nên đâu có phân tích cái này đẹp, cái kia xấu, phải không? Cái này khen, cái kia chê. Cái nghe thì cứ nghe, thấy thì cứ thấy, mà mình không có đuổi theo, không dính mắt, đó gọi là quay đầu. Bởi vậy nên nó quay đầu mà không quay gì hết. Nó chỉ không có dính. Mà trong nhà thiền thường nói các thiền sư khi ngộ đạo rồi thì mắt thấy như mù, tai nghe như điếc. Nhớ câu đó không? Mắt thấy như mù, tai nghe như điếc. Như mù không phải mù, điếc không phải điếc. Rồi có nhiều người nói như vậy, mình tu điếc mình mù điếc hết sao? Bây giờ giả sử quý vị đi ra chợ, người mà chợ xôn xao đủ thứ, mà mình thấy cái gì mình không có dính, không có chú ý, thì về hỏi bên ai, anh hay là chị đi chợ thấy cái gì thì nói sao? Tôi không thấy gì hết. Mà sự thật có thấy không? Thấy mà không có dính cái gì hết, thật sự không thấy đó. Còn nếu mình thấy một cái gì mình cho là quan trọng đó, thì về hỏi thì mình nhớ, tôi thấy cái đó, thì cái pháp trần đó nè, cái tích lũy trong này rồi. Phải không? Mỗi lần mà mình chú ý một cái gì nó là đang vô này. Cho nên quý Phật tử nghĩ cái tu của mình nó có nhiều cái rất là hay mà mình không biết. Nếu Phật tử nào bị ai nói một câu xúc phạm tới danh dự mình thì về im lặng hay nói nữa, nói với ai? Tối thiểu cũng phải kể lại cho người thân nghe. Thấy không? Mà kể một người nghe chưa vừa lòng, người này kể người đó chừng 100 lần thì nó thuộc lòng mình, biết cái này sâu quá. Nếu mà một lần thì còn dính hơi lệch một chút, còn tới cả 100 lần như vậy thì dính sâu trong này. Mà dính sâu trong này cho nên ngồi thiền lát trồi lên bỏ rồi nó cũng trồi lên nữa. Và tại vì quý Phật tử nhớ hết sức là rõ, chúng ta khi còn bé đi học những bài học thuộc lòng, mình muốn thuộc thì đọc chừng nhiêu lần, muốn thuộc thì đọc cũng phải nhiều lần, mà nhờ đọc nhiều lần nó mới nhớ đó. Thì như vậy đem vô sâu thì phải ôn tới ôn lui nhiều lần, mà nhớ rồi muốn quên sao? Mỗi lần nó nhớ lại bỏ không thèm đọc thì lần lần nó quên. Chứ có cách nào đâu, có ông thánh ông thần gì giúp mình đâu. Mà bây giờ những cái vui, những cái buồn, những cái giận dỗi, quý Phật tử cứ kể đủ thứ, gặp ai kể đấy, kể bài có khi kể cả 100 lần. Như vậy thì thuộc quá rồi, nó ăn sâu trong này rồi. Thì khi ngồi thiền thì cứ mấy cái đó nó trồi lên, nó khổ quá, còn tu khó. Khó là tại đâu? Tại mình tích lũy nhiều thì nó phải trồi ra nhiều. Thế bây giờ nó thấy cái gì mình thấy mà không thèm quan tâm, không thèm chú ý, thì thấy như thấy, thấy tất cả mà không có gì trong này hết. Thì như vậy tu dễ ở. Phải không? Đó, những cái yếu điểm mà chúng ta không nắm được, rồi chúng ta cứ như thế mà làm, rồi than thở cũng khó. Thế còn nếu chúng ta biết như các thiền sư nói thì tu dễ, không có gì là khó hết. Bởi vì tìm cái gì ở đâu xa đến với mình á thì mình tìm hơi khó. Còn cái sẵn của mình rồi thì chỉ trở lại nó là hiện tiền. Mà rồi tại mình trở được do trong nó chứa đầy cứng trong, cho nên quay lại cái thấy toàn là chuyện gì không à.